Xin chào quý vị trở lại chương trình Từ Chuyện TV. Trở lại cái vụ khủng bố ở Đắk Lắk, cái vụ khủng bố mà đến ngày hôm nay cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khởi tố cũng như là bắt giữ coi như là gần hết những người mà người ta có các chứng cứ cho rằng có liên quan đến cái vụ việc. Thì được biết là đến ngày hôm nay đã trên 90 người. Thì con số cuối cùng thì không biết là bao nhiêu, rất có thể là trong những ngày tới những người đã bị bắt người ta sẽ khai ra thêm, hoặc là trên cơ sở những cái dấu vết, những cái chứng cứ, những cái tài liệu mà người ta thu thập, người ta sẽ làm rõ và người ta lần ra các cái dấu vết, dấu vết để mà truy lùng thêm các cái tội phạm. Thì cái việc mà có mở rộng thêm những cái bị can, bị cáo hay là những cái người tình nghi thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Cái chuyện đó trong bất cứ một cái vụ án nào cũng có thể xảy ra. Chúng ta thấy rằng cái vụ án khủng bố của Đắk Lắk thì ngay từ khởi điểm ban đầu của nó là khi mà xảy ra cái sự việc vào ngày 11 tháng 6 năm 2023, thì thông tin ban đầu của chính thống cũng như là cơ quan công an của Việt Nam cũng không gọi đó là vụ khủng bố. Lúc đầu cũng chỉ nói là một cái vụ gây rối, hay là đúng hơn là một cái vụ mà gây ra những cái bạo lực. Thì cái vụ việc mà nó xảy ra một cái sự kiện thôi, người ta cũng chưa gắn vào một cái tội danh nào cả, không phải là một cái vụ giết người hay một vụ phá đốt phá, hay là cái vụ mà gọi là phá rối an ninh, hay là một cái vụ gọi là khủng bố. Nói chung là với cách làm đó là một cách làm rất là thận trọng, một cách làm mà ai cũng biết được rằng người ta có những cái tính toán, có những cái việc phải xét đoán cho rất là kỹ, bởi vì những cái tài liệu thu thập được cũng như là ít nhất phải có lấy lời khai của các cái người trong cuộc mới có thể xác định rõ đây là vụ việc như thế nào. Thì thời gian vừa qua, cụ thể như là vài tuần gần đây đó, chúng ta thấy là cộng đồng ở hải ngoại, nhất là những cái nhóm chống cộng cực đoan, hay là những nhóm chống cộng cùi, hay là những cái nhóm mà dân chủ cùi, trong đó thì có cả luôn những cái đảng phái, có cả luôn những cái hội nhóm, có cả luôn những cái giới gọi là truyền thông cùi, truyền thông mà gọi là chống cộng, rồi truyền thông nhân danh, truyền danh thông giả danh, ngay cả một nhóm những cái YouTuber hay là những cái tài khoản mạng xã hội trôi nổi ở tại hải ngoại cũng vậy. Gần như là đồng loạt, gần như là bị lên đồng, gần như là bị coi như là sôi máu khi mà bị Việt Nam người ta khởi tố và người ta làm khủng bố, truy tội về cái này khủng bố mà bắt đến 90 người, hơn 90 người và những người có liên quan đến như vậy. Nói chung là cái vụ việc này đã phá tan toàn bộ, ngay cả những người có liên quan và gọi là đập toàn bộ luôn. Thì cái việc đó đó có phải là vì cái sự mất mát, có phải vì cái sự chấn thương, chấn động mà những người mà cái trong cái nhóm chống cộng cùi hải ngoại, nhất là những cái anh YouTuber, những cái anh mà làm truyền thông cùi đó lên hot dữ lắm, hot quá dữ dội luôn, mà chỉ trích chính quyền Việt Nam, chỉ trích nhà nước Việt Nam và chỉ trích xuyên tạc về cái vụ việc ở Đắk Lắk, vụ việc xử lý ở Đắk Lắk. Nhưng mà thật ra thì họ đưa là những cái lý lẽ nó hoàn toàn thiếu thuyết phục, họ đưa ra những cái lý lẽ là nó rất là tầm bậy và họ không hiểu biết gì cả. Nói chung là dốt, rất là dốt, dốt về pháp luật của Việt Nam, dốt về cái kiến thức với các kỹ năng liên quan cái vấn đề mà về cái chính sách pháp luật. Đó là cái điều mà rất là rõ ràng. Ví dụ như họ nói rằng là cái vụ việc này ở Việt Nam là cái gì hở ra cái gì cũng thấy là khủng bố, hở ra cái gì cũng xử khủng bố. Rồi Việt Nam xử khủng bố, bắt những người này là khủng bố thì chứng cứ đâu? Chứng cứ đến ngày hôm nay là gì, tại sao không cung cấp cho người ta? Rồi nào là nói rằng có cái sự liên kết gì đó của một cái cá nhân mà người này là người Mỹ gốc Việt bị bắt trong cái vụ này, rồi cũng là công trong một cái tổ chức có một cái trụ sở ở Hoa Kỳ, thì họ nói là cái cá nhân mà bị bắt nó tên gì, rồi cái trụ sở mà gọi là ở Mỹ đó là cái hội nhóm nào, đảng phái nào, hay là cái phe phái nào gọi là chống chính quyền Việt Nam, hay là đứng ra chủ sĩ của cái vụ mà khủng bố Đắk Lắk, dàn dựng cái vụ mà ở Đắk Lắk. Thì họ yêu cầu phải lôi tên ra, họ yêu cầu phải nói cho họ biết, họ còn không nói cho họ biết thì họ không tin là đây là vụ khủng bố.
Thì thật ra thì họ cũng là cái tiếng nói bé bỏng, từ cái tiếng nói nó nhỏ nhoi, thậm chí là những cái con vịt trời nó kêu cắp ngáp chơi cho vui vậy thôi. Nhưng mà họ hoang tưởng, họ có một lúc mà có lẽ là vì uống phạm thuốc cho nên là bị lên đồng và họ đặt ra những cái vấn đề như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó, luật hình sự của Việt Nam người ta có quy định rất là rõ một cái điều khoản quy định về tội khủng bố, tôi gọi là khủng bố chống chính quyền. Thực ra là trong hình sự Việt Nam có hai cái tội khủng bố chứ không phải một: khủng bố bình thường và khủng bố chống chính quyền. Chống chính quyền là nhằm mục đích chống chính quyền rõ ràng, còn cái vụ khủng bố bình thường là vụ khủng bố người ta không có nhằm mục đích chống chính quyền, chỉ làm một cái việc mà để mà làm gây một cái tiếng vang chẳng hạn. Ví dụ một cái anh, một cái bà nào đó tự nhiên muốn gây hoang mang cho xã hội, đặt ra một cái tiếng nổ lột, cái bùm một cái vậy làm cho người ta rối đó, rồi người ta sợ cái này sợ cái kia sợ cái nọ, nhưng mà không có nhằm cái mục đích chống chính quyền. Còn cái nhóm ở Đắk Lắk là cái nhóm bị cáo buộc rằng là chống chính quyền, bởi vì những cái chứng cứ thu thập được cho thấy những cái điều đó, và cái cách họ tấn công, cái đối tượng họ tấn công là rõ ràng nhằm mục đích là chống chính quyền, tấn công vào trụ sở của hành chính của nhà nước, trong đó một trụ sở của cơ quan công an, bắn giết là muốn sát hại, lấy đi sinh mạng của những người là các quan chức, là những người là những cán bộ, những người là những người công an. Những cái điều đó thì thấy rõ ràng, hoặc là đánh đánh vào các cái trụ sở đó là rõ ràng là chống chính quyền rồi. Chúng ta thấy rằng dĩ nhiên là họ còn các cái chứng cứ khác nữa, từng bước cũng sẽ công khai thôi, không có việc gì mà phải gọi là gấp gáp cả. Bởi vì sao? Cái thời hạn để mà điều tra một cái vụ án như thế này đó, đừng nói là vụ án này, có rất là nhiều các cái vụ án có khi là người ta cũng phải mất nhiều tháng người ta mới biết được, thậm chí cả năm người ta mới biết được là tất cả những cái lý do gì mà người ta khởi tố. Bởi vì sao? Căn cứ theo luật hình sự của Việt Nam thì cái thời hạn để mà kết thúc điều tra nó có quy định rất là rõ, ví dụ như 4 tháng có thể là gia hạn, và đối với cái trường hợp này là trường hợp gọi là chống chính quyền, vi phạm theo cái khoản, hay nó đúng hơn là cái chương xâm phạm an ninh quốc gia, thì đối với những cái nhóm tội phạm này đó thì luật hình sự của Việt Nam người ta còn có thể gia hạn thêm, người ta có thể là viện trưởng viện kiểm sát có thể là kéo dài thêm, cái chuyện đó rất là bình thường, cái việc mà kéo dài cả năm hoặc là hơn cũng có thể luôn, không sao hết, bởi vì cái chương xâm phạm an ninh quốc gia, đối với an ninh quốc gia nó cần phải có một sự điều tra chặt chẽ, cần phải tìm hiểu các cái ngọn ngành và cần phải tìm hiểu các cái dấu vết rồi các cái liên kết để mà sao để bắt tròn ổ, để đập trong trứng nước tất cả những cái manh nha. Cái điều đó thì phải làm thôi, người ta lúc đó thì nói dân chủ nhân quyền quy định gì phải 3 tháng 2 tháng 1 tháng gì, rõ ràng người ta đã quy định rồi, người ta nói cái ngoại lệ trong cái trường hợp đó là có thể kéo dài. Rồi trở lại cái việc mà khủng bố đó, thì thế nào là khủng bố? Chúng ta thấy khủng bố quy định rất là rõ, coi lại Mỹ đi, Mỹ nó khủng bố, đặng nghĩa khủng bố còn về đơn giản hơn Việt Nam đó. Khủng bố là dùng vũ lực nhắm vào một cái cơ quan nhà nước gây thiệt hại gì là gì người gì của nhà nước rồi, hoặc là gây coi như là thiệt hại về vật chất của những cái người dân các thứ, thì dĩ nhiên và gây ra tâm lý hoang mang sợ hãi cho những cái người dân, dĩ nhiên như vậy là tao nói khoảng khủng bố rồi. Trở lại như cái vụ mà 911 chúng ta thấy rất là rõ, hai cái tàu máy bay mà lao vào cái tòa tháp đôi, sau đó người ta xác định ngay lập tức đó là vụ khủng bố, rất là nhanh nhẹn thôi. Và khi mà nước Mỹ mà tấn công Iraq hay làm Afghanistan rồi đi truy lùng tội phạm các thứ, thì lúc đó nhiều nước trên thế giới hỏi rằng là chứng cứ đâu, Mỹ đâu có trả lời chứng cứ đâu gì đâu. Lúc đó ông Bush nói là một là mấy anh theo tôi tức quá nói đại như vậy, một là mấy anh theo tôi, hai là mấy anh đứng theo phe của địch thôi. Công cuộc chống khủng bố là bây giờ là phải toàn cầu, nó quýnh tôi, nó vả vào trong ngõ tôi, nó đánh chết mấy ngàn người của tôi, bây giờ tôi phải đi truy lùng nó, tôi đánh thẳng vô các nước này, đánh thẳng vào nước kia. Nước Mỹ cũng đã từng những sử dụng như vậy, cái đó mới gọi là không có chứng cứ đó. Mà mãi sau này khi mà đánh Iraq rồi, người ta cũng thấy là ủa Iraq đâu có giống như là ông Bush nói đâu. Hàng loạt các vấn đề, hàng loạt các vấn đề nó xảy ra, hoặc là như là cái chuyện của Mỹ đó, nói về cái gì khủng bố đi hay là xử lý một cái vấn đề, thì có khi cũng không có lúc nào cũng phải là trưng cầu ra các cái chứng cứ, các cái hình ảnh cho những cái người dân, hay ngay cả anh báo chí lớn còn chưa là cái gì nữa. Chúng ta nhớ cái sự kiện mà Osama bin Laden đã bị
sát hại bởi cái lực lượng SEAL, cái lực lượng mà của đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ. Thì sau đó thì báo chí họp báo ở tại Nhà Trắng là nhiều người cũng rất là dữ dội la lối ông Sùm, mới nói là nào là ông Tổng thống Obama phải cho biết, phải đưa ra hình ảnh, phải đưa ra cho thấy xác nhận nhân đi, phải chứng minh này kia nọ. Nhưng mà cái nguyên tắc của người ta là vẫn nói không, người ta chỉ nói như vậy thôi được rồi các thứ. Rồi có nhiều vụ việc khác nữa, thì bây giờ nói bắt là phải đem trưng bày ra chứng cứ các thứ, rồi Mỹ bắt những cái người mà khủng bố để mà điều tra ở nhà tù Guantanamo đó, có mấy người ra chụp hình đưa hình ảnh ra, rồi có mấy người đem ra tòa, có người nào ra tòa không? Không có người nào ra tòa hết, không có phiên tòa luôn, không có xét xử luôn, không có luật sư luôn. Mà có tra tấn không? Có tra tấn rất là dữ dội luôn nữa. Cái vụ việc đó thì sao, dân chủ nhân quyền đâu, mấy cái anh mà gọi là chống cộng cụi đó, mấy cái anh mà hô hào dân chủ cụi các thứ không rõ, nay thì nhảy lên khóc than cho cái Đắk Lắk á, cho cái vụ khủng bố này, thì tại sao không bảo vệ tại Mỹ đi, ở Mỹ mới nên bảo vệ đó, những cái sự việc đó. Hoặc là trong những cái vụ việc mà tấn công của binh lính của Hoa Kỳ đó vào trong những cái sự việc, chúng ta nhớ là sự việc hình như là ở Waco á, ở bên Texas cách đây mấy chục năm rồi. Rồi có nhóm những cái người gọi là theo đạo gì đó là đặc biệt, rồi có trích tự súng gì đó mà người ta bao vây sau nhiều ngày thì cũng tấn công vào, sau đó thì cháy chết rất là nhiều người, trong đó có cả trẻ em nữa. Những cái điều đó thì nói ai, những cái điều đó thì có phải là cái xử lý quá mạnh tay hay không? Rồi hàng loạt những cái vụ việc đâu phải lúc nào là người ta phải bô bô cái miệng, lúc nào người ta cũng phải trưng bày ra hết, thì còn gì là những cái bí mật điều tra, cần gì là cái việc mà người ta cần phải có cái cách đấu tranh để mà tìm ra sự thật của vụ án được. Mà anh là cái người dân thì anh không tin chính quyền, anh không tin báo những cái cơ quan pháp luật thì anh tin ai? Trong khi đó thì những cái việc mà tin không tin đó đó người ta vẫn có thể kiểm chứng được, nhưng mà phải theo thời gian. Thí dụ như bây giờ người ta nói Đắk Lắk là vụ khủng bố, người ta nói Đắk Lắk là có một cái cá nhân và có một cái tổ chức ở nước ngoài, ở Mỹ luôn đó, nó thẳng luôn như vậy. Bây giờ thì mình nói mình không tin, hoang nó không biết đâu, cái chuyện này chắc là tung vỏ mù các thứ, thì bây giờ mới mốt mình đợi người ta có kết luận điều tra, mình biết vài tháng là có kết luận điều tra rồi, hoặc là cao lắm một năm có kết luận điều tra. Có kết luận điều tra thì mình biết được trong đó người ta nói là truy tố cái ông A và B này là vì lý do gì, kết hợp với ai, cái cá nhân trong ngoài nước đó là người nào, tên tuổi người ta, thậm chí là người ta có cần di lý về, hay là cần Mỹ hỗ trợ, cần coi như trao đổi cái kiểu mà phạm nhân gì không. Tất cả những cái điều đó là phía trước, và điều đó chúng ta cũng được kiểm chứng ngay trong ít nhất là trong cái phiên tòa sơ thẩm. Giữa phiên tòa sơ thẩm là mọi thứ đều được công khai hết, mọi thứ đều được đưa ra trước phiên tòa hết, kể cả các cái tài liệu, các cái lời khai, các thứ. Lúc đó thì mình hỏi chứng cứ đâu, người ta mới nói cho. Chứ còn bây giờ mà đi hỏi chứng cứ đâu, nó hỏi là coi như là nó có chỗ nào là thuyết phục, nó không thuyết phục. Chứng cứ nằm ở chỗ nào? Ở chỗ cái hiện trường của vụ án nó đã thể hiện một phần các cái chứng cứ rất là lớn rồi. Cái vụ việc tấn công vào ủy ban, tấn công vào cơ quan công quyền, tấn công mà nhằm và lấy đi sinh mạng của người ta như vậy mà không phải là khủng bố là cái gì? Chắc chắn rồi, không hiểu, nói chung là mình không hiểu luật thì mình dốt á, thì mình phải nên học hỏi. Ví dụ như là ở Mỹ người nói là tôi không có rành gì cái luật pháp của Việt Nam, như vậy thì luật pháp Việt Nam như thế nào, muốn đi tố một cái người về tội khủng bố người ta phải làm sao, hoặc là ta bắt giam như vậy thì nó có đúng hay không, giam mình nó gia hạn như vậy có đúng hay không, các thứ mình không biết. Mình cầm điện thoại mình hỏi ngay tại ở Hoa Kỳ này đang ngay tại cái vùng Lý Đô Sài Gòn này cũng có rất là nhiều người biết luật, rất là nhiều người là giỏi về luật pháp của Việt Nam, thậm chí là có nhiều người từng là luật sư của Việt Nam nữa. Cho nên đừng có ngại mấy cái anh làm báo làm chí, xưng là báo chí đồ Việt ngữ đồ nào, là làm radio làm tivi gì đó, thắt cà để làm gì, thắt cà vạt đồ quê thêm chứ làm gì. Quan trọng nhất là cái nội dung, cái nội hàm mình nói được có cái gì không, cái content đó nó mới là quan trọng, chứ không phải là mình thắt cà vạt lên đó rồi làm chải chuốt làm dữ dội, rốt cuộc là rỗng tết, nói tầm bậy đã vậy mà còn nói tầm bậy nữa. Cái vụ Đắk Lắk là cái vụ rất là nghiêm trọng, cái vụ mà đối với vấn đề mà an ninh an nguy của Việt Nam. Dĩ nhiên là chúng ta thấy có quá nhiều các cái sự bất tiện đã diễn ra sau cái ngày 11 tháng 6 năm 2023.
Dĩ nhiên là để truy lùng, để truy quét tội phạm, thì thời điểm lúc đầu người ta phải thực hiện những cái việc như là yêu cầu những người nào mà không có công việc thì không có nên ra ngoài, thế có kiểu là giống như là giới nghiêm vậy đó. Chúng ta thấy không, cái bọn khủng bố nó đã gây ra những cái sự việc như vậy thì làm cho cái xã hội nó đảo lộn, bao nhiêu các cái lực lượng công an, quân đội các thứ phải đổ vào cái trong cái khu vực này, rồi người dân thì sao, sống trong cái sự lo sợ, rồi sống trong cái việc mà bất tiện, để rồi người ta phải xem xét, người ta phải điều tra những thiệt hại đó quá dữ dội chứ đâu phải không có đâu. Rồi bây giờ quay ngược lại đó, chúng nói rằng là ở Việt Nam nhìn đâu cũng khủng bố, nói bắt ai cũng nói khủng bố. Cái điều này là đúng là nó nói rất là ngu đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng á, nói về cái tội khủng bố mà chống chính quyền đó, thì bây giờ tính đi, bây giờ ra lại đi, từ cái hồi mà có cái bộ luật hình sự của Việt Nam tới bây giờ, nguyên một cái nước Việt Nam luôn đó, các tỉnh thành, 64 tỉnh thành luôn, họ đã xử mấy vụ án về cái tội khủng bố rồi. Có mấy vụ, chúng tôi nói rằng có thể là đếm lên đầu ngón tay thôi, gần như là không có bao nhiêu vụ hết. Và đó là một trong những cái vụ mà người ta ít khởi tố nhất, chứ không phải là đơn giản. Không hiểu gì mà nói như vậy thì bây giờ nhìn đâu cũng khủng bố, nhìn đâu cũng bắt tội khủng bố, rất là tào lao. Họ thấy là ai, có thể là họ thấy cho cái nhóm của họ, là phe phái của họ, là đồng bọn của họ thì bị như vậy thì họ nói thôi, họ nhân ra như vậy. Trong trường hợp Châu Văn Khảm này nó khác, Châu Văn Khảm này tôi khủng bố, nhưng mà cũng là một trong những cái vụ rất là hiếm hoi để mà người ta truy tố về cái tội đó. Ngoài ra còn ai nữa, liệt kê đi. Họ liệt kê mà khoảng chừng trên một chục vụ này thì chúng tôi thấy được cái người đó hay đó, không cái ra được đâu. Tất cả những cái vụ việc đó, khi mà mình nói đến các cái vấn đề của Việt Nam là cần phải tìm hiểu, nhất là phải tìm hiểu về luật pháp của Việt Nam, vì sao người ta làm như vậy, và mình phải đối chiếu với cái nơi mình ở đó, cái nơi mình ở có cái quyền đó chưa. Khi mà người ta bắt một cái người đó, nhất là những cái vụ mà liên quan đến cái về an nguy an ninh rồi đó, người ta có cho mình biết không, làm như người ta cho biết. Nhớ kỹ là trong cái vụ việc là vụ việc an ninh quốc gia nha, chứ không phải là vụ việc cái vụ án bình thường, cái vụ trộm cắp đi vô siêu thị để mà lấy đồ của người ta, cái chuyện đó nó khác. Cái chuyện mà an ninh đó là người ta cần phải giữ bí mật hơn nữa, để làm chi, để mà người ta điều tra, tránh cái sự thông đồng, tránh nó được thông cung, tránh cái sự mà làm rung cây gì đó cho những cái kẻ mà nó thủ ác, nó còn trà trộn, nó trốn lánh ở đâu đó, thí dụ như vậy. Cho nên là trở lại cái vụ việc ở Đắk Lắk á, là cái đám chống cộng cùi ở hải ngoại và cái đám hoạt náo ở trên mạng đó, như là YouTuber, như là cái đám gọi là truyền thông, gọi là truyền thông thủ tả, truyền thông cùi đó, thì rõ ràng là nó vớ vào cái việc Đắk Lắk để mà làm cái gì, để mà nó tung ra hàng loạt các họa mù, nó cố tình nó bao biện, nó muốn cố tình lý giải theo nhiều cách khác nhau để mà lái hướng dư luận. Nhằm để làm gì, chẳng qua là nhằm muốn bảo vệ cho cái sai thôi của phe nhóm này, của đồng bọn thôi, hoặc là muốn đổ lỗi cho người khác, hoặc là muốn làm nhẹ đi các tình hình. Tất cả những cái điều này là điều có thể xảy ra, thì nhiều khi nó binh vực cho đảng phái đó, binh vực cho phe nhóm đó. Giờ nó nghe hơi hớm rồi, có lẽ là nhiều khi thấy cách truy tố có khi là nó bị đụng tới cái tổ chức của mình hay là cái phe nhóm của mình, thì cái đại diện người của mình không biết được. Thằng này mà nó bung ra một cái khi nó bắt, nó có thể là dẹp tiệm luôn tất cả. Hoặc là tới đây thì Việt Nam đó, vì sao người ta chưa có công bố, có rất là nhiều các lý do để người ta không công bố, bởi vì người ta còn có thể để cái đó để mà có lẽ người ta cũng đã có trao đổi với phía bên Mỹ rồi, Mỹ thì cũng biết là tổ chức nào rồi, cá nhân nào rồi, Việt Nam cũng đã cung cấp rồi. Nhưng mà người ta cũng im lặng, tại sao không hỏi bu Mỹ đi, hỏi bu Mỹ ta, bu Mỹ ta nói cho tôi biết là Việt Nam, phải yêu cầu Việt Nam nói cho Mỹ biết là cái tổ chức nào. Và Mỹ mà là đâu phải ông nội tôi đâu, tôi là dân Mỹ mà, tôi có quyền yêu cầu Mỹ, phải chính quyền Mỹ Biden phải cho tôi biết Việt Nam nó nói là tổ chức nào, cá nhân nào đó, mình giỏi mình nói mấy người Mỹ đó, yêu cầu nó cho mình biết. Mà về thực tế đó thì rõ ràng là ở cấp độ quốc gia, cấp độ mà hợp tác đó, ví dụ như giữa Bộ Công an Việt Nam với FBI của Hoa Kỳ, thì dĩ nhiên là người ta trao đổi với nhau, trao đổi những cái thông tin với nhau.
và rất có thể là xử lý các vấn đề để mà hỗ trợ cho nhau nữa, nhất là vấn đề liên quan đến khủng bố. Ví dụ như xác định được tổ chức đó, cá nhân đó bây giờ yêu cầu Mỹ, Việt Nam yêu cầu là thôi mấy anh bắt giùm tôi cái người đó để mà dẫn giải về cho chúng tôi để chúng tôi xử lý, bởi vì đây là cái vụ việc mang tính sống còn của Việt Nam. Nó vấn đề mà nó làm gây ra một cái sự bạo loạn, mà nó gây một sự khủng bố, mà nó gây một sự lật đổ chăng, thì tất cả những cái đó phải đập ngay trong trứng nước. Và giờ cái người đứng đầu đó chúng tôi thấy rồi, chứng cứ đây đưa cho người Mỹ biết, và họ nói là ok, họ sẵn sàng hợp tác Việt Nam, họ bắt họ chuyển giao về. Một ngày đẹp trời thì người thấy là các cái bị cáo đó có mặt ở trong Việt Nam. Thì đó là những cách để mà người ta còn còn tiếp xúc với nhau, những cái kênh để mà người ta còn liên lạc. Người ta chưa có công bố là bởi vì chưa đến thời điểm công bố, chứ không phải sợ gì mà mấy cái anh tèo anh tí gì mà không công bố. Rất là ngây ngô. Đặt là những cái làm những cái chương trình clip và video thì đã vậy, còn đăng đàn lên rồi còn viết báo báo chí rồi, thấy rất là buồn cười, thấy nó rất là nhận thức không có ra gì hết, không có biết gì hết, không hiểu biết gì cả, nói để mà cho con nói để mà chọc tức thiên hạ, để mà cho vui thôi, chứ còn bản thân mình là nó lòi ra những cái đuôi rồi. Phải nói là rất là tiếc, rất là tiếc, là bởi vì người ta thấy rằng nó có rỗng tết rồi, nó không ra gì hết. Chỉ trở lại cái vụ việc nó rõ như ban ngày, vụ việc đó mà nhìn vào nơi nào ở đâu người ta cũng thấy là có dấu hiệu của cái tội mà khủng bố, mà thậm chí là nó rất là rõ nữa chứ không phải là dấu hiệu. Thì đó là cái điều mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, và sẽ trở lại cái vấn đề này nữa trong chương trình tới. Thì cái vụ Đắk Lắk là cái vụ mà nó cản họng cho cái đám mà dân chủ cùi hải ngoại rất là nhiều, cái đám chống cộng cùi hải ngoại rất là nhiều, bởi vì có thấy dáng dấp của những cái kẻ mà nó hoạt náo đó, nó nhằm cái mục đích rất là khác nhau, nó muốn gây ra một cái tiếng vang, nó muốn làm Việt Nam phải lúc nào cũng phải chìm đắm trong những cái sự bạo loạn, những cái sự mà rối ren, để mà nó nghĩ rằng qua đó mới có thể là thay đổi chế độ Việt Nam được. Nó đấu tranh theo cái kiểu đó, đấu tranh theo kiểu mà có tiếng súng, đấu tranh theo kiểu bạo lực, đấu tranh theo kiểu là gây hại cho những người đồng bào của mình. Đó mới là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái bản chất đó là cuối cùng thì họ mặc dù họ hô hào đủ cái chuyện nào là bất bạo động, bất tuân dân sự, nào là các thứ, nhưng mà cuối cùng thì lại dính vào cái bạo lực nhất, che giấu thôi. Cái vụ mà nói là đấu tranh bất bạo động hay bất tuân dân sự chẳng qua là che giấu thôi, nhưng mà thực tế là muốn thay đổi chế độ thiệt, muốn thôi bây giờ ông đứng lên đi, gọi là nào là là coi như là làm những hàng loạt những cái vụ việc mà để mà người ta khởi tố những cái tội khủng bố vậy, ghê gớm lắm. Bởi vì chúng ta rất là cẩn thận khi mà tiếp xúc với các cái đài báo Việt ngữ tại hải ngoại, nhất là các cái kênh mà hay xỉa xối các vấn đề của Việt Nam, bôi trò trét trấu chuyện nào nó cũng bôi trò trét trấu được, nhưng mà nó ở luật pháp Việt Nam người ta không thể nào chấp nhận nếu mà nó lại bôi trò trét trấu ngay trong cái thời điểm rất là nhạy cảm, cái thời điểm mà cần có những thông tin chính thống để mà làm ổn định tình hình, thì nó đi ra một cái nó giống như là nó muốn đi thổi một cái luồng gió độc để mà cho nhiều người không thiếu cảnh giác đó, người ta sẽ bị rơi ngã. Và nhưng mà cái cách làm đó, cái thủ đoạn đó nó đã sớm bị dịch trần, nó sớm là dịch trần rồi, và chắc chắn là cái vụ việc mà gọi là có khủng bố hay không khủng bố thì đa phần là người Việt ở hải ngoại người ta nhìn qua họ biết ngay lập tức, họ biết là lập tức mà họ lên án, họ không thể chấp nhận. Chúng tôi đã tiếp xúc với những người mà chống cộng luôn, kể cả những người chống cộng cực đoan, có nhiều người cũng nói rằng cái họ không thích cái bạo lực, họ không bao giờ muốn cái cổ xí của bạo lực, những cái việc mà làm như vậy là điên cuồng, họ họ không bao giờ họ đồng ý, chứ không phải là ai cũng đồng ý đâu. Và hôm nay thì chúng ta xin tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn quý vị. Sẽ trả lời quý vị trong chương trình tới.